Thì đây là cái đề thầy gửi cho các em trước đó ha. Thì từ câu 1 đến câu 3 thì nó có một cái biểu đồ. Đây là biểu đồ hình hình quạt, hình bánh. Thì ở trên đây nó cũng có cho một cái số thông tin này. Năm 2018-19, năm học 2018-19 thì dự kiến là thành phố Hà Nội có 101.460 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở. Là cái này nó giảm 4.000 học sinh so với năm học trước đó là 2017-2018 ha. Thì kỳ tuyển sinh vào trung học phổ thông công lập năm 2019-2020 sẽ giảm 3.000 chỉ tiêu so với 2018-2019. Và số lượng học sinh kết thúc chương trình trung học cơ sở năm 2018-2019 sẽ được phân luồng vào lớp 10 đó. Rồi năm sau, tức là năm học 2019-2020 là biểu đồ như sau. Thì trong cái biểu đồ này em thấy là nó 62% là vô công lập ha. 62% vô công lập này. 20% là vào các trường ngoài công lập. Và 8% thì vào trung tâm giáo dục thường xuyên. Và 10% là học nghề. Rồi bây giờ câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên là nó hỏi là theo dự kiến là trong năm học 2019-2020 thì Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ tuyển khoảng bao nhiêu học sinh vào trung học phổ thông công lập? Thì cái này các em tính được không? Mình cho đáp án giùm thầy nha. Cho thầy. Thông tin này thế này. Chọn đáp án giùm thầy ha. Để xem bạn chọn đáp án nào. Bạn Nguyễn Đức Khả chọn 1D. Đức Khả chọn 1D. Còn có ai không ạ? Tức là chỗ này là năm học 2018-2019 là cái số lượng mà tốt nghiệp trung học cơ sở nó sẽ đi vào lớp 10 đúng không? Đi vào lớp 10. Và cái năm học này nó có 101.460 học sinh trung học cơ sở tốt nghiệp. Vậy thì cái số này nó sẽ có 62% đi vào lớp 10. Đúng không? Nên là đi vào lớp 10 công lập. Tức là phổ thông trung học phổ thông công lập. Đấy, như vậy thì mình sẽ lấy 62% rồi nhân cho cái số lượng này đúng không? Rồi các em nhân lại coi. Để chọn đáp án ha. Nhận là D. Phương Quỳnh Lê chọn đáp án D. Các bạn khác thì sao ạ? Thì được chắc là chúng ta sẽ lấy con số này 160. Rồi, số này mình sẽ nhân thêm là 62%, tức là 0.62. Nó ra được con số này là 62.905. Thấy không?
cho hỏi 2019 2020 sao em? Nó hỏi năm 2019 2020 mà. 2019 2020 năm học 2019 2020 có nghĩa là nó sẽ đi vào lớp bắt đầu học lớp 10 vào năm 2019. Tức là cuối 2019 thì nó tốt nghiệp phổ trung học cơ sở đúng không? Là cái số này nè. Là tốt nghiệp trung học cơ sở nè. Là cuối năm 2019 đây cái hè lúc mà nghỉ hè 2019 là nó tốt nghiệp trung học cơ sở. Và tới đầu năm tới khoảng tháng 9 2019 thì nó sẽ vô học lớp 10 đúng không? Là nó sẽ bắt đầu năm học 2019 2020. Và cái số lượng phân bổ tức là số lượng học sinh kết thúc chương trình trung học cơ sở năm 2018-2019 sẽ được phân luồng trong năm học 2019-2020 như biểu đồ dưới đây. Có nghĩa là trong biểu đồ dưới đây nó sẽ lấy 62% học sinh trung học cơ sở mà tốt nghiệp hè 2019 vào lớp 10 công lập là trung học phổ thông công lập. Vậy thì mình sẽ lấy cái số này nè, mình nhân cho 0.62 đúng không, nó ra là 62.900. Thì mình lấy cái số gần đúng rồi đó, gần đúng nhất đó là 62.900. Ở đây là mình chọn phương án A. Rồi bây giờ mình sẽ coi tiếp rồi. Là câu 3 này nó hỏi là chỉ tiêu vào trung học phổ thông công lập nhiều hơn chỉ tiêu vào trung học phổ thông ngoài công lập là bao nhiêu phần trăm? Chọn đáp án nè. À, chúng ta thử chọn đáp án. Có sai thì mình mới có tìm hiểu nha, không có gì hết ha. Bạn chọn 2D. Chọn 2D. 2D. Chỗ này là em lưu ý là cái chữ nhiều hơn chứ không có nhiều hơn so với. Nếu mà em gặp cái cụm từ nhiều hơn so với thì em mới dùng công thức là lấy cái này trừ cái kia rồi chia cho cái thằng kia. Tức là nếu mà lấy thằng A mà trừ thằng B chia thằng B nhân cho 100 bao nhiêu phần trăm ha, thì cái này là nó sẽ sử dụng cụm từ là nhiều hơn so với. Em thấy đây nó có chữ nhiều hơn không nhưng mà không có chữ so với. Tức là cái nhiều hơn này là nó sẽ tính trên cái tổng thể, trên toàn bộ cái số học sinh này nè. Tức là cái tỷ lệ nhiều hơn này nó tính trên cái tổng số học sinh này chứ nó không có tính trên cái cơ sở là so với cái chỉ tiêu của ngoài công lập à. Đấy thì nó mình không có sử dụng công thức này. Và mình chỉ cần lấy cái tỷ lệ của thằng công lập rồi trừ cho cái tỷ lệ ngoài công lập là được rồi. Không? Cho nên là em lưu ý chữ cụm từ này nó để nhiều hơn chứ mình nếu mà nó nhiều hơn so với thêm chữ so với nữa thì mình mới chọn phương án D nè. Cho nên là chỗ này em chọn phương án B ha. B. Rồi câu 3 thì sao? Câu 3 này là bắt buộc mình phải tính toán nhiều nè, tính toán nè. Bây giờ nó nói là trong năm học 2018-2019 thì Hà Nội đã dành bao nhiêu phần trăm chỉ tiêu vào trung học phổ thông công lập. Tức là yêu cầu là nó cũng tính cái phần màu xanh của năm học trước đó nè. Cái tỷ lệ của phần màu xanh này so với cái hình tròn này. Nhưng mà của năm học trước đó. Thấy không? Như vậy thì em phải biết được là chỗ câu 3 này đó là các em phải tính được cho thầy. Các em phải tính được cho thầy là số
học sinh mà tốt nghiệp trung học cơ sở của cái năm học 2017-2018 năm. Và số học sinh mà nó vào trung học phổ thông công lập năm học 2018-2019. Em tính ra hai số này thì gọi là số A đi, ở đây là số B đi. Vậy thì em tính cái phần trăm, cái số phần trăm nó sẽ là gì? Mình sẽ lấy B rồi chia cho A và nhân cho phần trăm, không đơn vị là phần trăm. Đấy. Rồi bây giờ em làm thử rồi bây giờ mình chọn đáp án nào. Làm thì bây giờ cái số A là mình tính như thế nào này? Bây giờ mình nhìn lên cái thông tin này. Thì ở đây nó cho biết là cái số tốt nghiệp trung học cơ sở năm nay đó là nó giảm 4.000 so với năm học trước, đúng không? Vậy thì là từ cái chỗ này mình sẽ tính được cái số học sinh mà tốt nghiệp trung học cơ sở năm học trước đó, tức là năm 2017-2018 là mình sẽ lấy con số này nè, mình cộng thêm 4.000, đúng không? Cộng thêm 4.000, đúng chưa? Rồi á, là nó nói là kỳ thi trung học phổ thông công lập 2019, kỳ tuyển sinh vào trung học phổ thông công lập 2019-2020 sẽ giảm 3.000 chỉ tiêu so với năm học trước đó. Như vậy thì năm học trước đó, tức là năm 2018-2019 nó sẽ cộng thêm số 3.000 nữa. Cái số vào công lập á, lúc nãy cái số vào công lập là cái số này, đúng không? Số này nè, bây giờ mình cộng thêm 3.000 nữa, cộng 3.000 nữa thì cái này nó là gì? Mình gán cho B. Đấy. Thì cái số này nó chính là cái số mà học sinh vào trung học phổ thông công lập năm học 2018-2019. À, đấy. Rồi con số mà số này, cái số này là cái số học sinh mà nó tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2018-2019 thôi. Đấy. Và mình muốn tính cái số học sinh mà tốt nghiệp trung học cơ sở của năm học trước đó, tức là năm 2017-2018, đó là mình cộng thêm 4.000 vô, đúng chưa? Và cái này mình sẽ gán cho nó là cái chữ A. Đấy. Thì bây giờ đó là ở đây đó là mình sẽ lấy cái số B chia cho số A, đúng không? Số B chia số A, chia số A và nhân cho 100. Thì nó là 62.49%, 62.49%. Nếu mình làm tròn theo đơn vị phần trăm thì nó là nó gần nhất với cái số 62% này, đúng không? Đấy. Cái này mình không làm tròn lên 63% được, không? Ở đây tới 63.1 rồi, 61.5 này cũng đúng, thì 62 mình chọn là đáp án A. Có bạn Như Ngọc là chọn 63A nè. Thì em chọn phương án rồi em để cái số câu vô. Câu này với thầy là câu thầy để câu 3, để câu 63 cũng được này. Yeah. Bây giờ tiếp theo là đây là biểu đồ về cái số lượng huy chương của học sinh Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2019. Huy chương Olympic ha, của học sinh Việt Nam qua các năm. Thì năm 2016 là có 34 huy chương nè. Thì ở đây nó
ở đây nó phân biệt là vàng bạc với đồng ha, vàng bạc đồng. Đồng thì nó màu màu vàng cam, còn vàng là nó màu vàng luôn, còn bạc là nó màu xám vậy thôi. Đó. Thì bây giờ nó hỏi là tổng số huy chương Olympic của học sinh Việt Nam qua các năm, tổng số huy chương luôn ha, thì cái này mình tính được đúng không? Tính được rồi, cái em cho thì đáp án câu 4 này là gì? Câu 4 này. Thì chiếu cái hình to to lên chút. Thì bây giờ mình nhìn vô ngay đây, mình sẽ tới lấy cái số huy chương này mình cộng lại thôi đúng không? Đáp án là câu nào? 4C, đúng rồi. 4C, có bạn chọn 4C. Tức là mình cộng mấy hết mấy cái số này lại ha, 4C. Đáp án của mình là câu 4C. Rồi bây giờ mình coi câu câu 5 nó hỏi gì nha. Trung bình số huy chương Olympic mỗi năm một học sinh đạt được là, ở đây nó có 4 năm nữa nghe, 4 năm và 140 huy chương, thì mình muốn tính trung bình thì mình lấy cái số này chia 4 rồi đúng không? Lấy cái số này mình chia 4 rồi. Thì đáp án của mình là câu A đúng không? À. Rồi bây giờ nó nói là năm 2019 thì số huy chương vàng chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Đấy, bây giờ em nhìn lên cái cột của 2019 nè. 2019 em thấy là nó có 37 huy chương đúng không? Và cái số huy chương vàng là bao nhiêu? Cái số huy chương vàng là bao nhiêu? Nhìn nhìn như số này nè. Nhìn vô đây nè, nó giữa cái số 8 với số 10 đúng không? Nhưng mà số huy chương vàng là số nguyên thôi đúng không? Cho nên đây là như 9 thôi. 9 huy chương vàng mà trên tổng số 37 huy chương thì nó chiếm bao nhiêu phần trăm? Đáp án là câu nào? Câu 6 này là đáp án nào? Nếu nào bật mic được thì bạn bật mic nói nha. Câu 6 dễ à? Câu 6D. Bạn Đức Khả chọn 6D. Và 6D cũng là đáp án của thầy ha. Rồi, như vậy thì mình đã hoàn thành được 6 câu. Rồi, bây giờ các em xem tiếp theo. Tiếp theo là mình sẽ xem các cái thông tin về điểm số của học kỳ 1, bài kiểm tra, điểm bài kiểm tra môn toán học kỳ 1 của 32 học sinh lớp 12C, và ghi trong bảng như sau. Thì nó nói có bao nhiêu học sinh về được điểm chính thì mình đếm ha, mình đếm coi có bao nhiêu học sinh thì điểm chính nha. Cái cột này là có một nè, à, cột này không có, cột này không có, cột này không có, và cái cột này thì có một nè, rồi cột này không có, cột này không có. À, có hai cột có điểm chính thôi, vậy thì có hỏi có bao nhiêu học sinh thì điểm chính thì mình chọn gì đây, đoán C đúng không? Rồi bây giờ nó hỏi là số học sinh 7 điểm chiếm bao nhiêu phần trăm so với học sinh cả lớp. Bây giờ mình sẽ đếm số học sinh được điểm 7 ha. Số học sinh điểm 7, điểm nữa coi. Số học sinh điểm 7 là có bao nhiêu học sinh? Học nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. Có 4 rồi đúng không? Vậy thì cái chỗ này đó là em sẽ lấy 4 4 phần mấy? 4 phần 32 đúng không? Mình lấy 4 chia 32 và nhân cho nhịp, nhân cho 100 thì ra được phần trăm là cái nào đây? Câu đây à? Ờ đúng rồi, ok. Thì cảm ơn em. Rồi bây giờ nó hỏi là câu số 9, là nó hỏi là số bạn được điểm mấy có tỷ lệ phần trăm cao nhất so với số học sinh cả lớp không? Điểm nào đây? Câu 9. Câu 9.
mình sẽ thành lập một cái bảng này, lập một cái bảng, em có thể thành lập một cái bảng như thế này. Một cái bảng mà ở chỗ này mình ghi là điểm số. Điểm số thì mình quan sát cho cái bảng này, mình thấy có điểm 2 không? Điểm 2 là nhỏ nhất nè. Rồi điểm 4 có nè. Điểm 5 có không? Điểm 5 có nè. Điểm 6 có luôn nè. Điểm 7 có nè. 8 19 có điểm 10 luôn. Mình cộng thêm một ô nữa là điểm 10. Thì mình điểm thì điểm 9 là nãy nó có 2 nè. Điểm 7 là nó có 4. Đây là số học sinh ha. Số học sinh. Thì mình gom thành cái bảng rồi, này gọi là bảng tần số, trong thống kê nó gọi là bảng tần số. Thì bây giờ mình coi coi cái điểm 8 là nó có bao nhiêu. Điểm 8 là có bao nhiêu, mình điểm từ từ nè. 1 2 3 4 5. Vậy thì điểm 8 là có 5. Điểm 8 là có 5 học sinh ha. À, điểm 10 là có 1 nè. Điểm 10 này có 1 nè. Rồi bây giờ mình coi cái điểm 6 là có bao nhiêu nha. Điểm 6 nè. Trước đây không có, đây không có, đây có, đây là 2. 1, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6. Vậy là điểm 6 là có 6 học sinh đúng không? 6 học sinh. Rồi tới điểm 5. Điểm 5 có mấy học sinh nghe em? Điểm này kìa. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6, 7, 8. Này 8 không? 8 nè. Còn điểm 4 là bao nhiêu? Điểm 4 là mấy nè? Có mấy đứa được điểm 4? Điểm 4 là 1 nè, 2 nè, 3 là 4, là 4 đứa điểm 4 ha. 4. Và điểm 2 thì có 1 đứa nè. 2 đứa. Em tính cái tổng này coi đúng 32 không nha. Và tới đây thì mình có thể tính theo cái phần trăm á. Hiển nhiên là mình thấy là cái điểm 5 là nó số học sinh nó cao nhất thì nó chiếm tỷ lệ phần trăm cao nhất rồi. Đúng không? Điểm 5 nó có nhiều học sinh nhất thì nó sẽ chiếm tỷ lệ phần trăm cao nhất, thì đáp án của mình là điểm 5. Thì câu 9 của mình là đáp án B ha. Cái câu 10 là nó hỏi là điểm kiểm tra trung bình của học sinh cả lớp là bao nhiêu. Thì điểm kiểm tra trung bình của học sinh cả lớp đó là mình sẽ lấy tổng số điểm này rồi mình chia lại cho gì? Số học sinh. Tại vì nguyên lý là như thế ha. Đấy. Thì hôm trước thì để tính điểm trung bình đó, thầy có chỉ với em cái chức năng thống kê của máy tính này đó. Mình bấm menu 6, mình tính thống kê một biến thôi. Thì cái điểm của nó là cái biến ha. Điểm là biến ít. Thì mình nhập vô 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và bên đây thì cái tần số đó chính là số học sinh. Đấy. Sau khi bấm xong, bấm nhập dữ liệu xong, bấm AC, em chọn cái option đó. Xanh rồi em bấm số mũi tên xuống nữa, em chọn số 2. Rồi đó em chọn số 1 là cái điểm trung bình đó, là điểm 6 đó. Trung bình là điểm 6. Như thế hỏi là điểm trung bình của học sinh cả lớp là điểm mấy? Là điểm 6. Là 6 điểm. Vậy thì trung bình lớp này nó có điểm trung bình là 6. Còn nếu mà mình không dùng chức năng thống kê đó thì em sẽ tính cái trung bình nó như thế này. Thì em sẽ có là 1 phần 32 nè. Lấy cái này là có 2 đứa điểm 2 thì em lấy 2 x 2. Rồi cộng 4 x 4. Rồi cộng cho gì?
8 × 5, tại vì có 8 đứa điểm 5 đúng không? Rồi cộng 6 × 6, rồi cộng 4 × 7, cộng 5 × 8, rồi cộng 2 × 9, rồi cộng 10. 1 × 10 đó, 1 × 10, 1 × 10 ha. Đấy, em cộng ra hết em chia cho 32. Đó là cơ sở là mình sẽ thống kê thành cái bảng này rồi đó. Nếu mình thống kê thành cái bảng này đó thì mình làm như thế này. Còn nếu mà không thống kê thành bảng thì em lấy tất cả 32 điểm của 32 đứa này, điểm của 32 đứa này em cộng ra hết em chia cho 32. Thấy không? Cộng ra hết. Nếu mà máy tính là thì mình cộng nó thế này, mình có thể 7 nè, mình cộng theo từng cột, 7 cộng 8 cộng 9 thấy không, cộng 9 rồi cộng 7 cộng dân dân, rồi cộng hết mấy cái bảng này lại rồi mình chia cho 32 là mình cũng được tính được cái con 10 đúng không. Đây. Rồi đấy là 10 câu đầu tiên. Bây giờ mình sẽ đi vào thì câu 11 với câu 13 ha. Câu 11 nó nói gì, cái thông tin gì đây? Dựa vào thông tin để trả lời câu hỏi từ 11 đến 13. Thì theo thống kê dân số thế giới 2008 là 6.763.732.879 người. Và tỷ lệ dân số của các châu lục được cho biểu đồ dưới đây. Thì thấy giờ châu Á là nó chiếm 64.4% đúng không? Của cái số này nè, cái số này. Và châu Âu 11%, châu Đại Dương thì nó có 0.5%, châu Đại Dương ít nhất. Châu Mỹ là 13.6%. Và châu Phi là chiếm 14.5%. Thì ở đây là nhất là châu Á rồi đó. Rồi bây giờ nó hỏi là dân số châu Âu chiếm bao nhiêu phần trăm so với dân số toàn thế giới, thì cái câu hỏi này chỉ nhận biết thôi. Là câu này đơn giản là chọn A thôi đúng không? Hỏi là dân số châu Âu là chiếm bao nhiêu phần trăm so với dân số thế giới. Rồi câu 12 là nó hỏi gì? Tỷ lệ dân số châu Á nhiều hơn châu Phi là bao nhiêu phần trăm? Cái này mình nó hỏi gì? Chọn án nào em? Câu 12 chọn án nào? Theo các em là chọn án nào? Yeah. Nhiều hơn chứ không có để nhiều hơn so với không? Vấn đề. Và cái câu 13 là nó hỏi là dân số châu Mỹ 2008 là bao nhiêu? Ai tính ra được dân số châu Mỹ ha, 2008. Làm tròn đến hàng đơn vị luôn nha em. Là mình sẽ lấy cái số nào? Lấy số nào nhân số nào? Dân số châu Mỹ là cái màu tím này rồi em. Em lấy 13.6% nhân cho tổng số dân của toàn thế giới, tức là em lấy nguyên cái số này không? Rồi em nhân cho 13.6%. Tính giùm thầy coi ra đáp án nè. Lùi lên em xem hả? Hả? Lùi lên cho em xem. Con số này 6.763.732.000. Có đáp án chưa em? 13 chọn đáp án nào? Dạ ơi.
13B hả? 13B này có rồi, các em khác hả? Không có chọn 13B. 13B ha. Đáp án của thầy cũng là 13B. Thế thì cái thông tin này chỉ có 3 câu hỏi thôi. Bây giờ ở đây nó nói là dựa vào, này mình kéo xuống dưới này. Dựa vào thông tin cung cấp dưới đây để trả lời câu hỏi từ 14 đến 16. 14 đến 16. Theo thống kê thì độ tuổi trung bình của một số đội tại giải U23 châu Á năm 2018 và 2020 với trục tung là độ tuổi của các cầu thủ không, và trục hoành là thông tin thống kê từng năm. Mình có biểu đồ dưới đây. Thì bây giờ em thấy ok, thì em nó theo quốc gia. Màu xanh đậm là Nhật Bản ha. Màu đỏ đậm là Qatar. Màu vàng là Uzbekistan và màu đỏ tươi là Việt Nam. Rồi nó hỏi là câu 14 thì nó hỏi là trong năm 2018, tức là mình quan tâm bên đây. Đội tuyển nào có trung bình cộng tuổi số tuổi cao nhất? Nhìn lên thì thấy rõ ràng là Việt Nam đúng không? Việt Nam nè, cái cột nó cao nhất nè, 2018 nè. Thì ở đây mình 14 mình chọn đoán D luôn chứ gì. Nhận biết mà, nhìn vô nhận biết liền. Rồi bây giờ mình coi tiếp nè. Coi tiếp ha. Câu 15. So với 2018-2020, độ tuổi trung bình của đội tuyển Việt Nam tăng hay giảm? Và bao nhiêu đơn vị? Cái này cũng dễ thôi nha. Năm 2020 thì tuổi trung bình nó là 21. Chỗ này là 20,7. Đúng không? Vậy thì nó tăng không? Nó tăng phải không? Và nó hỏi là tăng bao nhiêu đơn vị thì mình sẽ lấy 21 và trừ cho 20,7 thôi. Thì nó ra là tăng 3 tuổi, 0,3 tuổi. Đấy. Cái này cũng nhận biết thôi, cái này chữ vận dụng này cũng chả thấy có gì vận dụng cả. Rồi, câu 16 là sao nha? Nó nói là so với 2018 và 2020 thì độ tuổi trung bình của đội tuyển Nhật Bản là tăng thêm khoảng bao nhiêu phần trăm? Cái này tăng bao nhiêu phần trăm đó? Cái này so với cái kia thì tăng so với cái kia bao nhiêu phần trăm? Mình làm được ha. Rồi chúng ta tính được ha. Cái máy tính của tôi đâu nhỉ? Rồi tôi tính ở ngoài giường chứ em, mà tính ở trong thì tính để tôi bấm lên để tính cho em thấy cái máy của tôi không. Tăng thêm bao nhiêu là mình lấy cái nào trừ cái nào chia cho cái nào ha, nhớ cho thầy ha. Lấy a trừ b chia b, a là cái nào b là cái nào đó. Rồi có ai có đáp án chưa? Cái này xem rồi có đáp án chưa ạ? Chưa thấy, không thấy bạn nào có đáp án chưa nhỉ? Và hôm nay lại học ít nữa. Học có 32 bạn à. Càng ngày cũng càng ít. Cái này chắc là do thầy dạy không có cuốn. Này là câu C hả các em? Dễ quá thì không dám hỏi em, sẽ dễ quá mà ông thầy cũng hỏi, không phải thầy hỏi mà cái đề nó hỏi. Rồi bây giờ mình còn 4 câu thì nó là dựa vào thông tin trả lời câu 17 20 nha.
nghị quyết quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn thủ đô năm 2020-2021 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua như sau. Mức trần là mức học phí cao nhất đó nè. À, là năm học 2018-2019 là nó có ký hiệu theo màu nha. Em lưu ý cái màu đó từ dợt đến đậm nè. Màu dợt là từ năm 2018-2019, màu hơi đậm đậm đó thì nó là 19-20 và màu đậm nhất là 2020-21 à. Thì mầm non là nó tăng từ 4,7 triệu đến là 5,1 triệu à, trong 2 năm này, này mầm non nó không tăng nè à. Thì trung học, tiểu học thì nó tăng liên tục nè. Mức trần học phí nó tăng liên tục. Đấy, thì cho trung học cơ sở thì trong 2 năm này không tăng. Có từ năm nhất lên năm 2 thì tăng. Còn trung học phổ thông nó cũng tăng. Rồi, bây giờ các em cho thầy biết cái thông tin này như vậy đó. Thì bây giờ mình coi cái câu 17 rồi. Năm 2020-2021 mức học phí trần đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao bậc mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội bao nhiêu triệu đồng trên học sinh tháng? Có rõ ràng ấy, mầm non phải không? Năm 2020-2021 là cái màu đậm nhất đúng không? Thì đáp án là câu nào? Câu 17 B. Dạ câu B. À đúng rồi, 17 B. Rồi. Rồi tiếp tục ha. Nó hỏi tiếp là gia đình nhà anh Phong có hai con đang đủ tuổi đi học, và bé gái đang học lớp 7 và bé trai đang học lớp 4. Theo mức học phí trên thì năm 2020-2021 gia đình anh Phong phải đóng tiền học phí, đóng tiền cả năm học cho hai bé là bao nhiêu tiền hai đứa ha? Một đứa lớp 7 là trung học cơ sở đúng không? Trung học cơ sở. Cái này là mức học phí là triệu đồng trên tháng nha. Triệu đồng trên học sinh trên tháng. Đấy. Bây giờ mình tính ha. Lớp 7 là trung học cơ sở, học phí là 5,3 triệu tháng, nhân cho 12 tháng là bao nhiêu? Rồi lớp 4 là tiểu học. Tiểu học phải không? Mức học phí là 5,5 triệu trên tháng và nhân cho 12 tháng và mình cộng lại. Đúng không? Lại ra đáp án nè. Thầy hướng dẫn gì các em làm theo kiểu không nè? Trung học lớp 7 là trung học cơ sở đúng không? Là học phí của nó năm 2020-2021 là 5,3 triệu đồng trên tháng và nhân cho 12 tháng. Đúng chưa? Rồi tiểu học, lớp 4 là tiểu học nè. Lớp 4 là tiểu học. Tiểu học thì mức học phí là 5,5 triệu một tháng luôn. Thì nhân cho 12 tháng. Như vậy thì tính cả hai bé luôn. Là nhiêu? Cho bé nào. Không có đáp án này ơi. Không có rồi hả? Không có ngồi. Thầy ơi, nhưng mà con nhân cho 9 tháng đó, thì nó gây được cô đê đó thầy. À 9 tháng hả? Ôi thì nhầm. Học phí chỉ có 9 tháng thôi chứ mình tính 12 tháng là đúng không? Rồi cô đê đúng rồi. Thầy nhầm các em. Vì cái này 5,3 nhân 9 không? Rồi cộng 5,5 nhân 9 luôn. Rồi cái này nó về đúng rồi em. Thì mình phải nhớ là một năm học là nó có 9 tháng thôi chứ không phải là 12 tháng nha. Cho nên là có hai đứa con là mỗi năm phụ sẵn cả 100 triệu cho nó đi học chỉ đóng học phí thôi không? Đóng học phí đó. Cho nên mức sống ở Hà Nội khá xa xỉ đó. Rồi bây giờ câu 19 là nó nói là năm học này mức trần học phí cấp tiểu học và trung học phổ thông công lập chất lượng cao trên được điều chỉnh là tăng
bao nhiêu đồng học sinh trên tháng? Từ năm học này, mức trần học phí cấp tiểu học và trung học phổ thông công lập chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội được điều chỉnh là tăng bao nhiêu đồng trên học sinh trên tháng? Trung học phổ thông ha, trung học phổ thông công lập chất lượng cao, cấp tiểu học và trung học phổ thông. Thì thấy cấp tiểu học là từ 5,1 tăng lên là 5,5 nè. Trung học phổ thông thì 5,3 tăng lên 5,7, tức là phải tăng là 0,4 không? 0,4 triệu đúng không? 0,4 triệu tức là 400 ngàn đúng không? 19 câu C đơn giản hơn không? 19 câu C là 400 ngàn đồng. Bây giờ còn câu 20 thì nó hỏi là gì? Mức học phí trần cấp tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng bao nhiêu phần trăm so với năm học trước? Trước đó 2 năm. Thấy không? Tức là cái này so với cái kia tăng bao nhiêu phần trăm, thấy không? Cái này là cái công thức mình đã nói trước đó rồi, tức là lấy A trừ B ấy, để chia cho B và nhân cho phần trăm đó nghe. Cái gì là phần trăm, phải không? Rồi. Bây giờ các em coi cái này là cấp tiểu học, phải không? Tức là mình sẽ lấy con số mấy trừ vô mấy nè, lấy mấy trừ mấy. Cái này là 2020-2021 cấp tiểu học, phải không? Cấp tiểu học là mình nhìn đây nè. Đó. Cái này là năm 20-21 nè. Còn này năm 18-19 đúng không? 18-19 là chỗ này. Như vậy thì ở đây mình sẽ lấy 5,5 thôi. 5,5 thì trừ cho 4,7, em chia lại cho 4,7 nhân phần trăm, đơn vị là phần trăm á. Rồi coi đáp án nè. Dạ, câu B. Câu B, 20B chính xác rồi, đúng đáp án rồi. Rồi thì hôm nay thì mình sửa cái đề này gồm có 20 câu ha. Đấy, thì buổi học của mình đến đây xin tạm dừng nữa nha. Thì hẹn các em lại buổi học tuần sau. Xin chào các em.